Phương xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với buổi live tiếp theo của Phương nha cả nhà. Thì mở đầu buổi live buổi tối ngày hôm nay thì Phương cũng xin kính chúc cho cô chú anh chị đang theo dõi cái buổi live của Phương có một buổi tối thật là nhiều niềm vui, ấm áp hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình. Thì cô chú anh chị mình có xem được cái buổi live của Phương thì cô chú anh chị cũng cho Phương xin một like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cô chú anh chị. Phương cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì hôm nay thì Phương live trực tiếp cũng tiếp tục quay sự linh thiêng của ông Địa, ông Thần Tài và ông Thần Tiền nha cô chú anh chị. Thì sau đó thì Phương sẽ xem tử vi 12 con giáp cho cả nhà mình hàng ngày. Và cuối cái buổi live á thì Phương cũng xin tài lộc của ông Địa, ông Thần Tài và ông Thần Tiền để cho cô chú anh chị trên kênh của Phương tham khảo ngày mai. Ngày 25 Tây, quên, ngày 5 Tây, ngày 5 Tây tháng 4 2024 nha cô chú anh chị. Thì hôm nay thì lộc ông về cũng cho quá rực rỡ cả nhà, 0880 cũng về đầy đủ. Hôm qua thì 7997 cũng về đầy đủ luôn nha cô chú anh chị. Nói chung thì lộc ông về đều đều thì Phương cũng chúc mừng cho bà con của mình nha, trên kênh của Phương đã được hưởng tài hưởng lộc của các ông ban cho nha. Chào chị, chào Tinh Đinh nha. Chào chị Tiết Lan. Tuổi Dần ngày mai có lộc không? Tuổi Dần ngày mai mình có lộc nhỏ nha chị ơi. Tuổi Dần ngày mai mình có lộc nhỏ nha chị Tiết Lan. Chào chị Nguyễn Thu nha. Canh Tuất. Canh Tuất thì ngày mai mình có lộc luôn nha chị Nguyễn Thu. Chào anh Tuấn Minh nha. Tân Hợi ngày mai là mình Tân Hợi ngày mai mình có lộc nhỏ luôn nha. Tân Hợi mai có lộc nhỏ. Chào Ben Nguyễn, con Ben Nguyễn nhờ thầy xem giùm con tuổi Canh Tuất. Canh Tuất ngày mai có lộc nha Ben Nguyễn ơi. Chào chị Ti Nguyễn nha, Kỷ Mùi. Tuổi Mùi ngày mai là mình có lộc luôn nha chị Ti Nguyễn. Em chào chị Dung Nguyễn nha. Giáp Dần ngày mai có lộc nhỏ nha chị Dung Nguyễn. Em chào bác Hoàng. Chào bác Hoàng. Giáp Thìn mai có lộc không? Tuổi Thìn ngày mai có lộc luôn nha bác Hoàng ơi. Chào chị Thách Việt, em cảm ơn chị Thách Việt đã like cho em nha. Chào, cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Thì cô chú anh chị mình có xem được cái buổi like của Phương thì cũng cho Phương xin một like nha cả nhà, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ. Phương cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nha. Con chào cô Sa Ma 10 nha. Nhâm Dần ngày mai mình có lộc luôn nha cô Sa Ma 10 nhưng mà lộc nhỏ thôi nha cô. Đừng có bình luận số lên cả nhà ơi, cô chú anh chị mình đừng có bình luận số lên giúp Phương nha. Mình có hỏi gì thì mình cứ ghi bằng chữ viết giúp Phương nha cô chú anh chị. Chào chị Loan Phạm nha. Giáp Ngọ có lộc không em? Giáp Ngọ ngày mai mình có lộc luôn nha chị Loan Phạm ơi. Tính 87 nó ra 78 đúng rồi. Hôm nay 78 đi ba miền luôn. Chào chị Thảo Nguyễn nha. Chào anh Hiếu. Cảm ơn Hiếu đã like cho em nha. Like cho em rồi giờ chị xuống đi công chuyện. Ok chị, em cảm ơn chị Nhung Nguyễn rất là nhiều. Mão. Đinh Mão ngày mai là mình có lộc nha chị Thảo Nguyễn ơi. Chào Thu Mai Trịnh nha. Giáp Thìn ngày mai mình có lộc luôn nha. Chào chị Nguyễn Thị Tiết Lan. Đinh Mão ngày mai có lộc nha chị Nguyễn Thị Tiết Lan ơi. Tuổi Mão ngày mai hạp lắm chị. Hạp với ngày Hợi lắm nha. Kỷ Dậu ngày mai ha. Kỷ Dậu ngày mai có lộc luôn nha chị Mai Tuyết. Tuổi Mùi ngày mai có lộc nha anh Long Điền Chú Yêu ơi. Tuổi Mùi ngày mai là hạp lắm nha. Tuổi Mùi ngày mai hạp với ngày Hợi lắm nha. Em tặng anh một like, cảm ơn Minh Lương rất là nhiều đã tặng cho Phương một like nha. Chào chị Loan Phạm nha, Quý Tỵ. Quý Tỵ thì tuổi Tỵ ngày mai mình kỵ nha. Nếu mà mình có tham khảo lộc thì mình tham khảo nhỏ thôi nha chị. Minh Lương Giáp Tý. Giáp Tý thì ngày mai mình có lộc nha Minh Lương ơi. Ok chị Thảo Nguyễn nha. Chào anh Trần Thanh Toàn nha. Chào Văn Ninh Nguyễn. Kỷ Hợi ngày mai mình có lộc nhỏ nha.
Ủa kỳ hội ngày mai có lộc trung bình nha, kỳ hội mai có lộc trung bình. Rồi cô chú anh chị mình vô xem like thì cũng ủng hộ cho Phương xin một like cả nhà, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ nha cô chú anh chị ơi. Phương cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chào chị Nguyễn Triệu Phú nha. À, Bính Dần. Bính Dần ngày mai có lộc nhỏ nha chị Nguyễn Triệu Phú ơi. Chào Ly Trân nha, Đinh Tỵ, tuổi Tỵ ngày mai là mình kỵ nha chị, nếu mà tham khảo lộc thì mình đi nhỏ thôi nha chị ơi. Tuổi Tỵ kỵ là mình không có được tốt nha. Chào chị Thảo Nguyễn nha, chào chị Cúc Thu nha, Ất Sửu ngày mai có lộc nha chị Cúc Thu. Xem giùm mình Bình Dương đánh 52 được không? Bình Dương. Bình Dương thì mình không có cầu 52 nha. Nhưng mà có tham khảo thì tham khảo lót là Vĩnh Long giùm em nữa nha. Chào chị Nga Nguyễn nha, cảm ơn chị Nga Nguyễn rất là nhiều đã like cho em nha. Chào anh Thắng Nguyễn. 68 hả? 68 lót 86 đi giùm em đài Trà Vinh và đài Vĩnh Long nha. Chào giàu anh nha, Nhâm Tý ngày mai mình có lộc luôn nha. Anh ơi tặng cho em con miền Bắc một con đi anh, hiện tại miền Bắc Phương không có lộc nha. Ngày mai đi trưa, ngày mai đi Phương tặng miền Trung miền Bắc cho. 11 giờ trưa ngày mai á. Chào Lê Thị Hồng, chào chị Lê Thị Hồng Mậu Thân ngày mai có lộc nhỏ nha chị Lê Thị Hồng. Anh Hiếu 76 79 đài nào? Bảy mươi sáu bảy mươi chín ngày mai đi cầu ba đài giùm em nha anh ơi, đi ba đài giùm em nha anh. Chào chị Vũ Thị Kim Tho nha, Đinh Tỵ ngày mai tuổi không tốt nha chị kỵ nha, nếu có tham khảo lộc mình tham khảo nhỏ thôi nha chị Vũ Thị Kim Tho. Chào bé anh nha, Đinh Mùi ngày mai mình có lộc luôn nha bé anh ơi. Chào anh Việt Anh Mậu Thân ngày mai có lộc nhỏ nha anh ơi. Chào chị Dung Trang Nhâm Dần ngày mai cũng có lộc nhỏ thôi nha anh ơi. Chị ơi 11 hả? 11 thì ngày mai mình lót con 77 nha. Long Điền dấu yêu 11 ngày mai lót 77 giùm em nha. 70 và 74 đài Vĩnh Long Bình Dương có cầu không? 70 74. 74 có cầu, 74 có cầu Vĩnh Long Bình Dương nha. Còn con 70 thì lót con 07 giùm em nha. Chào chị Hoa Sen Trắng nha, Đinh Mão ngày mai mình có lộc luôn nha chị Hoa Sen Trắng ơi. Chào anh Nguyễn Hoàng Anh Tuấn nha. Cô chúc con buổi tối an lành, Quý Mão ngày mai có lộc luôn nha cô Nguyễn Hoàng Anh Tuấn ơi. Chào Thành Nguyễn nha, 75 đi đài nào. Bảy mươi lăm đi đài Trà Vinh và đài Bình Dương nha, đài Trà Vinh và đài Bình Dương. Chào Lợi Vân nha, chào chị Trần Mỹ Tiên nha. Tuổi Dậu ngày mai có lộc nha chị Trần Mỹ Tiên. Chào Cường Lý nha, 24 miền Nam có cầu không? 24. Đi 24 lót 42 giùm em nha. 89 Đoan Nguyễn 89. 89 thì lót 98 luôn. Chào Hạnh Hồng, chào chị Hạnh Hồng. Chào chị Võ Thí Hồng nha. Võ Thí Hồng. Tuổi Tỵ ngày mai là mình kỵ nha chị, nếu mà có tham khảo lộc thì tham khảo nhỏ thôi chị, kỵ là không có tốt nha chị. 68 lót 86 nghe thành anh Long Điền Vũ Yêu ơi, mới nãy em xem rồi đó. Chào chị Lê Thị Hiền nha, Mậu Thân ngày mai có lộc nhỏ nha chị Lê Thị Hiền. Nguyễn Tý ơi mình đừng có bình luận số nha anh ơi. Tuổi Dậu có lộc nha anh Sang Nguyễn ơi, tuổi Dậu mai có lộc nha anh. Kiệt Nguyễn ngày mai Nhâm Tý có lộc luôn nha anh Kiệt Nguyễn ơi. Chào chị Mai Nguyễn nha. Giáp Tý ngày mai mình có lộc luôn nha. Chào anh Việt Anh 87 ba đài, 87 ok nha Việt Anh ơi, ngày mai 87 ok nha. Chào Khái Lu nha, miền Nam 60 62 đài nào mạnh nhất em miền Nam? 62. 62 đi giùm em là đài Vĩnh Long và Trà Vinh nha, 62.
Chào chị Trần Thu Hồng nha. Cảm ơn chị Trần Thu Hồng rất là nhiều. Chào Thảo Nguyễn 30. Ba mươi đi Vĩnh Long Bình Dương nha chị. Chào Kiên Giang quê tôi. À, cảm ơn Kiên Giang quê tôi đã like cho Phương nha. Chào Trần Thu Hồng. Kỳ vọng ngày mai có lộc luôn nha chị Trần Thu Hồng ơi. Thu Nguyễn năm tây là con gì với em, là sao em không hiểu nha chị Thu Nguyễn. Chào Tinh Tinh nha. Cô chú anh chị mình vô xem like thì ủng hộ cho Phương xin một like nghe cô chú anh chị. Một like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ nha cả nhà. Chí Nguyễn Chí Mai 7, Mai Bình Dương hả? Bình Dương 77. Lót cho em thêm Đài Vĩnh Long nữa đi. Bình Dương, Vĩnh Long và Bình Dương. Chào chị Ánh Mỹ nha. Cảm ơn chị Ánh Mỹ rất là nhiều. Chào anh Toàn Trần nha. 50, 56 đi đầy nào. 50, 56. 50 ngày mai đi ba đài giùm em nha anh. Còn 56 đi Vĩnh Long và Bình Dương nha. Chào chị Trần Thu Hồng mới like cho em rồi. Cảm ơn chị Trần Thu Hồng rất là nhiều. Quý Sửu thì ngày mai có lộc nha anh Toàn Trần ơi. Trần Toàn. Chào chị Thảo Đô nha. 76. 76 thì chị phải lót con 67 nha. Đi Vĩnh Long Bình Dương đi chị. Thảo Đô. Quỳnh Hồng Sang Bính Ngọ. Bính Ngọ ngày mai mình có lộc nha chị Quỳnh Hồng Sang ơi. Chào chị Nguyễn Ngọc Hân nha. Nhâm Thân ngày mai có lộc nhỏ nha chị Nguyễn Ngọc Hân. Chào chị Thu Nguyễn ngày mai là ngày con gì? Ngày mai là ngày Kỷ Hợi nha chị. Quý Hợi ngày mai là mình có lộc nhỏ luôn nha chị Trinh Mai Tiết ơi. Chào chị Trần Phượng. À, cô like cho con rồi, chúc con may mắn và tài lộc cực gỡ. Con cảm ơn cô Trần Phượng rất là nhiều. Chào anh Trần Chí Hưởng, Chí Hưởng nha. 06 0 0963 93 096393. Mai đi 09 đi. Chín mươi chín Vĩnh Long có không em? 99. 90 tính lót giùm em Đài Bình Dương nữa nha. Vĩnh Long Bình Dương. Mai ba đài 89. Đừng có bình luận số chị Quỳnh Hồng Sang ơi. Chào chị Nguyễn Ngọc Ái Ái Nhi nha. 54 đi đài nào? 54. 54 lót con 45 đi đài Bình Dương. Đi đài Bình Dương nha chị. 54 lót 45 đi đài Bình Dương nha. Canh Tuất, tuổi Tuất ngày mai mình có lộc luôn nha chị Thu Nguyễn ơi. Chào chị Hồng Nguyễn nha. Đinh Mão ngày mai là mình Đinh Mão ngày mai có lộc nha. Mai Đài Vĩnh Long đi 36. Đi 3643 được không? Ba mươi sáu. 43, 36 có cầu nha, 36 có cầu, 43. 43, 43 thì cầu hơi yếu nhưng mà chị lót được nha chị. 36 43 tạm được nha. Chào chị Quỳnh Kim Trang nha, bấm like rồi xem giùm Tân Sửu. Tân Sửu ngày mai có lộc nha chị Quỳnh Kim Trang ơi. Giáp Thìn bữa nay lộc khủng bố không em? Em nói rồi mà, em nói anh Trần anh Giang rồi. Bữa nay anh kỵ. Em cho anh đi đảo hết trơn nữa không? Kỵ là không có ăn được. Chào anh Tâm Phạm nha, 32 miền Nam. 32.
32 miền Nam. 32 ngày mai chịu khó đi giùm em ba đài miền Nam nha chị. À, cô like cho rồi, cô like cho Phương rồi, cô nhận được chầm rồi đó Phương, đốt thơm lắm. Đốt chầm cô chụp hình gửi Zalo cho con coi đó, mà sao cô đậy nắp nó không cháy. Cô đốt cô vẫn đậy nắp bình thường cô, cái nắp hở nghe, cô đừng có để cái nắp cô đừng có để cái nắp mà cái nắp nó kín kín quá nó bị tắc cái cô ơi, để cái nắp nó hở nó giống như nó có lỗ nhiều á, vẫn bình thường à. Cô đốt là nó con đậy lại ở nhà con, ở nhà con đốt con để cái nắp lên nó vẫn cháy bình thường mà. Ok chị Thu Nguyễn nha, 89 ba đài Quỳnh Hồng Sang, 89 lót 98 nha chị. Chị Quỳnh Hồng Sang ơi, ngày mai 77, 87 đài nào được em Trần Thu Hồng? 77 đi Vĩnh Long Bình Dương, còn 87 đi Vĩnh Long Bình Dương luôn nha chị. Canh thân ngày mai có lộc nhỏ nghe chị Kim Bình Võ ơi. Em cho anh hỏi 86 8 28 68 Bình Dương có đẹp không? 28 68 Bình Dương. 28 68 lót giùm em, nếu mà anh đi con 28 thì Vĩnh Long và Bình Dương, còn con 68 thì lót con 86 đi Bình Dương và Trà Vinh. Trương Đặng Mai Vĩnh Long con nào đẹp em đâu có biết đâu anh, em chưa có sinh mà. Chào Quy Chân nha, Tân Sửu ngày mai mình có lộc luôn nha. À, 84 32 32 đi ba đài miền, ba đài miền Nam giùm em nha. 84 84 thì có cầu nha, Vĩnh Long và Bình Dương. Còn 32 chịu khó đi ba đài giùm em. Lợi Vân Đinh Tỵ, Đinh Tỵ thì tuổi Tỵ ngày mai không có tốt nha Lợi Vân ơi. Mình tham khảo lộc thì mình tham khảo nhỏ thôi, tại tuổi Tỵ là ngày mai mình kỵ nha. Mậu Ngọ ngày mai có lộc nha anh Nguyễn Tri ơi, Mậu Ngọ ngày mai mình có lộc. Chào anh Hồ Văn Minh nha. Chào Ly Trăng, Vĩnh Long 46 64 Vĩnh Long. Lót giùm em thêm đài Trà Vinh nữa nha, Vĩnh Long và Trà Vinh. Ất Mão, Ất Mão ngày mai mình có lộc luôn nha anh Hồ Văn Minh ơi, đừng có bình luận số nha anh ơi. Chào Nguyễn Thắng nha, Canh Tuất mai có lộc không? Canh Tuất ngày mai mình có lộc luôn nha. Chào Lợi Mỹ, Ất Sửu ngày mai có lộc luôn nha. Bính Dần ngày mai mình có lộc nhỏ nha chị Nguyễn Ngọc Ái Nhi ơi. Suy Nguyễn, Quý Hợi, Quý Hợi ngày mai mình có lộc nhỏ nha. Đừng bình luận số nghe cả nhà ơi. Chào chị Suy Nguyễn nha. Chào Hồ Văn Minh, Ất Mão ngày mai có lộc nha anh Hồ Văn Minh. 6633 đài nào đẹp Kim Bình Võ. Sáu mươi sáu đi ba đài giùm em nha, còn 33 Vĩnh Long và Trà Vinh nha. Chào Mi Banh, Quý Dậu ngày mai có lộc luôn nha Mi Banh ơi. Chào Nguyễn Tri, Mậu Ngọ ngày mai mình có lộc luôn nha. Chào Quang Quang, Ất Tỵ ngày mai là mình kỵ không có được tốt, tuổi Tỵ ngày mai mình kỵ không được tốt, có tham khảo lộc thì tham khảo nhỏ thôi nha Quang Quang. Te Tu Quý Mão ngày mai mình có lộc luôn nha. Út Kim Hợi ngày mai, Hợi ngày mai có lộc nhỏ nha, tuổi Hợi. Nếu mà kỷ hợi thì mình có lộc trung bình, còn nếu mà quý hợi hay là ất hợi hay gì đó là có lộc nhỏ. Giáp Thìn ngày mai, Giáp Thìn ngày mai có lộc cũng tạm thôi anh ơi, không có lớn nha. Chào Võ Thanh Sang nha. Đinh Mão ngày mai là mình có lộc luôn luôn nha phòng game ơi, Đinh Mão hôm nay ngày mai mình có lộc luôn nha. À, phong game
Miền Trung, miền Bắc ngày mai 11 giờ trưa ngày mai em sẽ like xem tư vấn cho cô chú anh chị mình miền Trung, miền Bắc nha. Chào Khôi Dương, Giáp Thìn ngày mai mình có lộc luôn nha. Bính Dần ngày mai mình có lộc nhỏ nha chị Nguyễn Ngọc Ái Nhi ơi. Chào Mỹ Phạm nha. Kỷ giờ kỷ hợi ngày mai là mình có lộc luôn nha, gặp trung bình. Chào chị Trần Thị Loan, mai Bính Dần có lộc nhỏ nha. Chào chị Yến Lê, Mậu Thìn ngày mai có lộc luôn. Chào chị Nhi Nguyễn, Tân Dậu ngày mai có lộc luôn. Ok Quy Chân nha. Chào Thanh Hồ nha, Đinh Tị, nếu mà Đinh Tị ngày mai là mình kỵ, Tuổi Tị ngày mai mình kỵ nha. Nếu tham khảo lộc thì tham khảo nhỏ thôi, là nó không tốt đó. Đô Nguyễn 89 Bình Dương có cầu không? Bình Dương thì nếu mà đi 89 thì lót 98 giùm em nha. Đi Vĩnh Long Bình Dương nha. Ok chị Quỳnh Thị Thảo Mai nha. Chúc mừng chị. Đừng mình lận số nha cả nhà ơi. Chào chị Nguyễn Ngọc Hân nha, 56 mai, 56 ngày mai có cầu nha chị Nguyễn Ngọc Hân. Chào chị Quỳnh Thị Thảo Mai, kỹ tuổi Tỵ ngày mai mình không tốt nha chị, nếu có tham khảo là tham khảo nhỏ thôi nha. Tại tuổi Tỵ ngày mai là mình kỵ nha, kỵ nhất luôn á. Nhâm Tý ngày mai có lộc nha, Đỗ Thanh Hải ơi. Chào Linh Trần nha, Giáp Tý ngày mai mình có lộc luôn nha. Te Tu Quý Mão ngày mai mình có lộc luôn. Chào Nguyễn Chi, Trà Vinh 99. Trà Vinh lót đài Bình Dương. Trà Vinh và Bình Dương nha. 99 Trà Vinh và Bình Dương. Chương Đặng Vĩnh Long 28 82 được không? 28 82 không có cầu Vĩnh Long nha. Có tham khảo ngày mai thì đi 82 28 đi giùm em hai đài. Con 8 con 28 đi ba đài, còn con 82 đi đài Vĩnh Long Bình Dương. Tân Nguyễn chào Phương, sao tuổi Quý Mão sao mà mua số hoài mà không trúng? Chắc nhiều khi mình bị cái vận hạn xui á cô, vận hạn xui á anh Tân Nguyễn. Để thôi mình xả xui đi. Chào Nguyễn Ngọc Khuya nha, ngày mai 70 Vĩnh Long có cầu không? 70 Vĩnh Long lót 07 giùm em. Chào Xuân Sam, cho mình hỏi lần cuối được không bà? Ok anh Long Điền dấu yêu nha. Chào chị Quỳnh Chi nha, Bính Thìn ngày mai mình có lộc luôn nha. Đinh Mão ngày mai có lộc luôn nha. Nguyễn Thanh Sang ơi, chào Ngọc Nguyễn nha. Mậu Thân ngày mai mình có lộc nhỏ nha chị Ngọc Nguyễn. Chào Thọ Phạm nha, mình coi ghi con giáp cho dùm em luôn nha Thọ Phạm ơi. Chào Thảo Nguyễn nha. Vô giáp là sao anh hả? Cứ gọi số đó đi rồi em cung cấp cho. Em cung cấp cái đó cho, cái dép lào cho, cứ gọi số 24 đuôi đi rồi em xuống like hả, gọi nha em trên lên đang đang like bây giờ là cô chú anh chị gọi không được đâu, em xuống like cô chú anh chị mình hả gọi nha, rồi Phương sẽ cung cấp cái dép lào cho. Giáp Thìn ngày mai mình có lộc luôn nha chị Lê Thị Hòa, Lê Thị Hòa. Giáp Thìn ngày mai có lộc nha chị Ngọc Thủy Trân ơi. Chào anh Dũng Nguyễn Văn nha. Mậu Tuất ngày mai có lộc luôn nha anh ơi. 32 đi 32 ok chị Quỳnh Chi. Vĩnh Long Bình Dương được. Bốn mươi hai hả? Cũng được, hai con đó cái cầu cũng được thôi anh chứ không có mạnh nha. Em tặng cho anh lót cho dùm em bữa nay con 87 lại đi. Dưới con 67 cho em ngày mai. Năm 56, 56 có cầu mạnh nha nha Bình Dương hả? Lót Vĩnh Long nha, Long Điền dấu yêu ơi, 56 lót Bình Dương và Vĩnh Long nha. Chào Dương Thị Mai, Bính Thìn ngày mai mình có lộc luôn nha. Chào Thư Bảo nha. Cảm ơn chị Thư Bảo đã like cho em. Chào Nguyễn Thiên. Chào chị Trang Thu. Buổi tối mạnh khỏe, cảm ơn chị Trang Thu rất là nhiều. Chào anh Nguyễn Thành Phát nha. Cảm ơn anh Nguyễn Thành Phát rất là nhiều luôn. Chào chị Quanh Thu. Tuổi Dần ngày mai mình có lộc nhỏ nha chị Quanh Thu.
61 Bình Dương, Nguyễn Tri. 61 Bình Dương là lót đài Vĩnh Long giùm em nha, 61 Bình Dương và Vĩnh Long nha. Chào hai giỏ nha, kỷ hợi ngày mai mình có lộc luôn nha. Cho anh hỏi kỷ dậu ngày mai có lộc nha. Nguyễn Thành Phát, Minh Nguyễn, Mậu Thân ngày mai có lộc nhỏ nha. Bình Dân, Mậu Thân ngày mai mình cũng có lộc nhỏ luôn nha. Ok, chị Lê Thị Hòa nha. Chào Quy Quy, Ất Sửu ngày mai mình có lộc nha. Chào chị Lê Mỹ Lệ. Em cảm ơn chị Lê Mỹ Lệ rất là nhiều. Chào anh Đào Văn Thế nha. Ất Sửu ngày mai có lộc nha anh Đào Văn Thế ơi. Mình đừng mình lận số nha. Có gì viết bằng chữ giùm em nha. Chào anh Tròn Toàn Nguyễn nha. Đọc vậy đi, đừng đỡ lẹo lưỡi. Nếu đọc qua đọc cái đảo ngược là lẹo lưỡi quá. Ất Mão ngày mai có lộc nha anh ơi. Chào Thiệu Lê nha. Cho Phương cho chú hỏi 46 43 đại nào mạnh 46 43. Cái con 46 này cô chú đi lại con ngược lại con 64 giùm con nha. 64 46 và 43 chú đi đài Vĩnh Long và đài Trà Vinh nha. Canh Thân ngày mai có lộc nhỏ nha chị Nhung Nguyễn ơi. Bình Dương 87 hả bạn, Bình Dương Vĩnh Long nha, anh Thanh anh Long Điền Vũ Yêu, Bình Dương và Vĩnh Long nha. Linh Lương, Phương ơi tặng chị con miền Bắc chưa ngày mai đi chị em tặng cho. Chào chị Trần Thị Úc nha, 83 38 83 38. Tám mươi ba ba mươi tám đi giùm em là hai đài nha. 83 38 đi giùm em là đài Vĩnh Long Bình Dương nha. Em ở miền miền ạ à, em ở miền ạ à. Đừng có bình luận số nha anh Thế Đào Văn ơi, có gì mình viết bằng chữ đi anh. Chào chị Tiên Nguyễn nha, chưa không like Hạ Phương, chị like rồi đó em. Cảm ơn chị rất nhiều. Buổi trưa em like buổi trưa em đi mà đi Thanh Minh với đi lấy chậm á, cho nên em cũng không có like chị. Cô chú anh chị mình vô xem like ủng hộ cho Phương xin một like đi cả nhà. Mỗi cô chú anh chị mình một like đi, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ nha cô chú anh chị. Phương cảm ơn cả nhà em rất là nhiều. Chào anh Đạt Quyển nhà Ất Mão ngày mai mình có lộc luôn nha. À, Canh Tí ngày mai có lộc luôn nha chị Thạch Kim ơi. 39 93 miền Nam đi ba đài giúp em nha chị Lê Mỹ Lệ. Ok anh Giang nha. Ok anh Giang. Ủa Trà Vinh Vĩnh Long hả? Đi Bình Dương Vĩnh Long đi anh. Công Vũ Giáp Dần ngày mai có lộc nha. Công Vũ là lộc nhỏ nha. Tuổi Tý ngày mai có lộc nha chị Phạm Thị Nhi ơi. Chào bác Hoàng, 30 mai có cầu, không 30 mai có cầu nha bác Hoàng. Chào chị Trinh Thi nha. Tân Hợi ngày mai mình có lộc nhỏ nha chị Trinh Thi. Cho cô hỏi 71, 72 mai có lộc không cô Long Nhi. 72 ngày mai có cầu nha cô Long Nhi. 71 thì lót con 17 giùm con nha. Còn 72 thì cô khỏi lót. Chào chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng nha. Sao Bính Dần xui vậy anh, không có lộc vậy anh. Xả xui đi chị. Đốt con long nhảy đi hay là tắm lá bưởi hay là lấy chín loại gai mình tắm hoặc là mình nhảy phong long đi. Like mạnh lên cả nhà ơi. Trần Phượng, cảm ơn chị Trần Phượng rất nhiều nha. Chào chị Quyên Lê nha. Ok anh Giang. À, chào Lê Văn Nhật nha. Giáp Thìn ngày mai có lộc luôn nha. Chào chị Sa Cà Thị, ngày mai Giáp Thìn có lộc luôn nha chị. 79 thì lót 97 Vĩnh Long Bình Dương nha Nguyễn Tri ơi. Chào Viên Phạm nha.
Miền Bắc ngày mai 11 giờ trưa ngày mai em lên live cho miền Bắc nha anh. Giờ này em chỉ tư vấn cho miền Nam thôi. Chào chị Quyên Phạm, chào Tâm Trần nha, Bính Ngọ ngày mai có lộc luôn nha chị anh Tâm Trần. Chào Nguyễn Thanh Bình nha, tuổi Thân ngày mai mình có lộc nhỏ. Bính Ngọ ngày mai có lộc luôn nha Khánh Đặng ơi. Ok anh Thanh, anh Thanh anh Long Điền dấu yêu nha. Chào Nam Văn nha, chào chị Trang Thu nha. Chào Nguyễn Thanh Bình, tuổi Thân ngày mai có lộc nhỏ nha em Nguyễn Thanh Bình. Chào chị Lê Thị Hà. À, cảm ơn chị Lê Thị Hà rất là nhiều, xem giùm chị 52 25. 52 25 có cầu nha chị. Miền Nam 39, 39 có cầu nha chị Bích Chi ơi, 39. À, ở đây nó không bán Đại Bình Dương đâu em. Ồ vậy hả? Vậy thôi anh tùy duyên thôi. Anh tham khảo được Trà Vinh thì anh tùy duyên đi. Có tài thì lụm. Hoàng Nguyên Tân Hợi ngày mai mình có lộc nhỏ nha anh Hoàng Nguyên ơi. Chào chị Quỳnh Thị Đẹp Quý Sửu ngày mai mình có lộc luôn nha. Chào anh Trần Thanh Toàn nha. Anh mua 74 4 74 70 74 08 80 hai đài bị mà ra đài thứ ba quá quá xui tới chén luôn. Đúng rồi, nó ra đài thứ ba 08 80 của em ra đài thứ ba. Hôm hổm em có chỉ cho cả nhà mình rồi đó anh Long Điền dấu yêu, lấy 7 7 lọ gai, nếu mà nam 7 lọ gai, nữ 9 lọ gai. Mình nấu nước mình tắm. Hoặc là mình để 7 lọ gai rồi mình để 3 nắm muối, 7 củ tỏi hoặc là 7 tép tỏi cũng được. Thì mình tìm cái chỗ mặt trời lặn á, hướng mặt trời lặn á, sụp sụp tối năm mấy 6 giờ gì đó, lặn lặn gì đó. Cái mình nhảy qua mình nói xả xui. Họ tên, địa chỉ, năm sinh, tuổi con gì, cho con xả xui ngày hôm nay con xả xui, nhảy qua xả xui hết, tắm cái xui đi, hoặc là tắm cũng nói vậy luôn. Trí Minh đừng bình luận số cho anh Trí Minh ơi. Chào chị Liên Nguyễn nha, Đinh Mùi mai có lộc nha chị Liên Nguyễn. Chào anh Trọng Toàn Nguyễn nha. Nhâm Thân ngày mai có lộc nhỏ nha anh. Canh Thân ngày mai có lộc nhỏ luôn nha Trung Nguyễn ơi. Sang Võ Thanh 0545 đi đài nào? Sao anh phải làm 005? 45 thì đi giùm em là đài. Vĩnh Long nha, 45 đi đài Vĩnh Long. Còn 05 đi Vĩnh Long và đài Bình Dương nha. Chào chị Ngọc Khuya Nguyễn nha, 70 Vĩnh Long, 70 lót 07 nha chị Khuya Nguyễn. Tân Dậu ngày mai có lộc luôn nha chị Hồng Hoa, Mai Hồng Hoa. Phụng Lê Kỷ Mùi ngày mai mình có lộc luôn. Chào chị Tân Thị Hồng Thắm nha. Tuổi Dậu ngày mai có lộc luôn nha chị ơi. Chào anh Nguyễn Thanh Phong nha. À, chú Phong ngày mai 6 mai 69 69 69 ngày mai mình lót 96 giùm con nha chú ơi. 69 69 đi Vĩnh Long Bình Dương giùm con nha, 69 96 đi Vĩnh Long Bình Dương. Cũng hậu dịch cũng được nhưng mà tạm thời thôi, cái đó nó tạm thời thôi. Hồ Văn Lót Ất Tỵ ngày mai mình kỵ nha anh ơi, nếu còn tham khảo lộc thì đi nhỏ thôi, tuổi Tỵ ngày mai mình kỵ không có tốt. Nhâm Tuất ngày mai có lộc nha chị Lê Thị Hà ơi. Chào chị Thúy Nguyễn, Canh Ngọ ngày mai mình có lộc luôn nha. Chú Khánh đã like rồi, Ất Mùi ngày mai có lộc luôn nha chú Khánh ơi. À, Thanh Kỷ Nguyễn, Nhâm Tý ngày mai mình có lộc luôn nha. À, Thanh Hoài 89 mai đi đài nào? 89 lót 98 đi Vĩnh Long Bình Dương giùm em nha. Trời ơi chú tăng nuôi hả? Ngày mai theo nó ngày nữa đi chú.
Nếu mà ngày mai con không chính chú theo một ngày mà nó không có về thì chú bỏ đi, đừng có theo nữa. Trầm một ký, một triệu ba nha anh Thạch Kim, chị Thạch Kim. Đinh Dậu mai có lộc không, cậu cho xin số Bình Dương đi, cảm ơn. Đinh Dậu mai có lộc nha, còn chút xíu mình đợi mình xin lấy lộc của ông địa đó mình tham khảo nha chị. Anh like cho em rồi đó Phương, cảm ơn Thanh Hoài rất là nhiều. Cô chú anh chị mình vô xem like ủng hộ cho Phương xin một like đi cả nhà. Một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ cả nhà ơi. Phương cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Chào chị Trần Thu Hiền nha. Chào chị Sa Cà Thị 97 miền Trung ngày mai em mới tư vấn được nha chị. 11 giờ. Chào chị Trần Thu Hiền nha. Kỷ Mùi ngày mai mình có lộc luôn. Bính Dần ngày mai mình có lộc nhỏ nha chị Bảo Thi ơi. Thanh Tuyền Lê Thị mai Quý Hợi. Quý Hợi có lộc nhỏ nha chị Thanh Tuyền Lê Thị ơi. 38 lót 83. 38 lót 83 nha chị. Nguyễn Thiên Kỷ Tỵ ngày mai là mình không có tốt lắm. Tuổi Tỵ ngày mai mình kỵ, nếu có tham khảo lộc mình tham khảo nhỏ thôi. Chào chị Trăng Thu, canh Tuất ngày mai mình có lộc luôn nha. Canh Thân ngày mai mình có lộc nhỏ nha. Bình Nguyễn canh Thân ngày mai có lộc nhỏ nha. 01 Vĩnh Long hả? Không một, không một Đại Vĩnh Long lót em số 10 nữa đi. 01 số 10. Mậu Ngọ ngày mai có lộc nha, anh diễn diễn Phạm Văn ơi, đừng bình luận số nha anh. Chào chiều tím nha. Em thấy anh không xui hay hơn gì cũng ok anh. Ok chị Sa Cà Thị nha. Chiều tím Bính Ngọ ngày mai mình có lộc luôn nha. Thanh Hoài. Đinh Tỵ tuổi Tỵ ngày mai mình không tốt nha Thanh Hoài, tuổi Tỵ là mình kỵ nha. Mình tuổi Tỵ ngày mai mình kỵ, nếu có tham khảo lộc thì tham khảo nhỏ thôi nha. Giáp Thìn ngày mai mình có lộc nha anh Quỳnh Thanh Hải ơi. Ai còn bình luận số kích ra khỏi kênh đi. Ok anh. Chào Đỗ Hiền nha, mình like rồi. Ất Sửu ngày mai có lộc luôn nha, đòi chị Đỗ Hiền ơi. Kỷ Hợi ngày mai có lộc luôn nha, chị Tư Trần ơi. Vĩnh Long 49 có cầu không hả? Bốn mươi chín hả? 49 lót 94 nha Vĩnh Long. Chào anh Nguyễn Hữu Phước, Tân Sửu ngày mai có lộc luôn nha anh ơi. An Hoài canh Tuất ngày mai mình có lộc luôn. Tuổi Tuất ngày mai có lộc nha anh Nguyễn Sang ơi. Rồi cô chú anh chị cho phép Phương xin giới thiệu sản phẩm xíu cả nhà. Cô chú anh chị mình vô xem like thì ủng hộ cho Phương xin một like đi cô chú anh chị. Một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ nha cả nhà. Phương cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Thì hôm nay Phương đi lấy chầm về rồi cô chú anh chị. Phương đi lấy chầm về rồi nha cả nhà, có chầm rồi. Thì giá nói chung nó cũng lên, nhóng lên. Nhưng mà thôi giờ Phương cũng để cái giá cũ cho cô chú anh chị mình sử dụng. Rồi khi nào mà giá nó lên nhiều á thì Phương hạ lên giá. Bởi hiện tại bây giờ thì ông chú đó, cái chỗ đó người ta làm người ta chưa có lên giá cao lắm. Tức là còn nằm trong cái tầm với mà Phương 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 bán giá hữu nghị cho cả nhà mình sử dụng được. Chừng nào mà bên đó người ta lên giá mạnh rồi Phương hạ lên mà cho cả nhà mình. Chứ bây giờ nếu lên thì bây giờ người ta cũng lên ít à, cho nên là Phương cũng còn trong cái phạm vi mà bán cho cả nhà mình cái giá hữu nghị để mình dùng mình đốt cả nhà. Còn khi nào mà chỗ đó người ta lên cao nữa thì Phương sẽ lên, tới đó Phương sẽ thông báo cái giá mới. Cô chú anh chị mình hoan hỷ thông cảm cho Phương nha. Hiện tại bây giờ vẫn còn giá cũ nha cả nhà. Hôm nay Phương đi lấy về rồi, người ta vẫn lên, người ta đang lên, cho nên cũng lên ít nè. Ví dụ lên chừng một ký Phương lấy chừng lên chừng 10.000 20.000 thôi, thì hiện tại người ta nói lên cũng thấp thôi, bây giờ thôi Phương không có lên, Phương vẫn để giá cũ.
Chừng nào mà người ta lên cỡ khoảng 100 ngàn ăn lên đó, thì tới đó Phương 100, 200 ngàn gì, 200, 300 ngàn gì đó một ký á, thì Phương sẽ tới đó Phương sẽ lên, Phương sẽ nhóng giá lên. Phương sẽ lên tại vì người ta lên lúc đó người ta lên cao quá thì bắt buộc Phương phải nhóng nhóng giá cao lên. Cô chú anh chị cũng hoan hỷ thông cảm cho Phương nha. Hiện tại bây giờ thì còn nằm trong cái tầm với của Phương được, cho nên Phương vẫn để y giá cũ, mặc dù lời ở ít xíu cả nhà, nhưng mà bán giá hữu nghị cho bà con của mình sử dụng để mà ai ai cũng được thấp hết, ai ai cũng được may mắn hết. Đốt cái này cũng tốt nha cả nhà chứ không có hại. Rồi thì dẫn ra y giá cũ thì một hũ như vậy thì Phương bán giá 100 ngàn nha cô chú anh chị, 100 ngàn một hũ dẫn y cũ nha. Thì người ta bên làm chầm người ta cũng có lên đó, nhưng mà lên chút ít nè, cho nên thôi Phương vẫn giữ giá cũ không có lên nữa. Chừng nào mà chỗ đó người ta lên nhiều nữa đó, người ta lên giá hơi cao nữa đó thì Phương sẽ lên. Sau đó Phương sẽ lên thì cô chú anh chị hoan hỷ nha. Đó thì giá mà dẫn đi cũ hôm nay Phương mới lấy chậm về rồi, có chậm rồi nghe cả nhà. Cô chú anh chị mình có đặt chậm ủng hộ cho Phương thì cô chú anh chị mình cứ gọi điện trực tiếp qua số điện thoại này nha cô chú anh chị. 0971 801124. Đây là số điện thoại Phương đang dùng luôn nha cô chú anh chị, Phương đang dùng luôn nha. Cô chú anh chị mình có đặt hàng đặt trầm bên Phương thì cứ gọi trực tiếp số điện thoại này rồi cho Phương xin cái địa chỉ nha cả nhà. Thì một hũ gì là Phương dẫn bán giá cũ 100 ngàn, phí ship thì Phương bao cho cả nhà mình luôn. Thì công dụng thì Phương cũng nhắc lại cho cô chú anh chị mình được biết, được hiểu là công dụng của cái nhang trầm hương này á, là đốt, một là thơm thơm bàn thờ, chỗ mà cô chú anh chị mình thờ cúng đó mình đốt lên một nén con cũng thấy thơm rồi, rồi nó lan tỏa tới khắp cái nhà của mình luôn, thơm cái nhà nữa. Rồi hai là để xông nhà cũng được, mình xông nhà để trừ tà tẩy quế, trừ cái vận xui xẻo đi, đón cái vận may tài lộc về với cả nhà mình. Thì mình thắp thường thường như cả nhà chứ không phải mua một hũ về rồi cái nói thắp cái sao Phương nói vận xui ấy sao vận xui hoài. Mình thắp thường thường á thì giống như cái Phương thí dụ cả nhà mình đi, giống như một cái cây nào đó mà mới đó vụ trồng lớn lên rồi, thì lớn lên là đâu có cái sinh khí trong đó đâu, mà cái cây hàng trăm năm hàng hàng ngàn năm á, là cái cây đó, từ từ nó có cái sinh khí trong đó, nó có cái giống như cái thần lực trong đó, nó giống cây thần á, là ta sống lâu người ta mới cái cây mà sống lâu nó mới có thần 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 lực trong đó, còn mà mới trồng vô đó sao có ai thần lực vô đó được. Cho nên cô chú anh chị mình cũng hiểu quan hỷ nha. Thì đốt có thể là thơm bàn thờ nè, nhà cô chú anh chị mình đó là buôn bán đó, có thờ cái bàn thờ ông thần tài ông thổ địa trước cửa nhà đó, cô chú anh chị mình mua về đốt cho bàn thờ ông thần tài thổ địa cũng được luôn, mình cầu mua may bán đắt, cầu tài lộc ông độ cho tài lộc cũng được, rồi mình đốt cho bàn thờ ông bà cũng được, đốt cho bàn thờ Phật cũng được, hoặc là nhà cô chú anh chị mình không có thờ cúng gì đó mình vẫn mua về mình đốt được cho thơm nhà cả nhà, mình mua về mình đốt thơm nhà mình ngửi luôn cho giống như mình đi làm mệt mỏi về á, mình nghe cái nhang nụ nụ trầm này cái mùi là nó thon thoảng cái làm cái tâm hồn của mình nó cũng thoải mái lên, nó không có còn áp lực công việc nữa. Phương xin chào cô chú anh chị mới vô xem live của Phương nha. Chào cô chú anh chị mình vô sau nha. Cô chú anh chị mình vô thì xem live của Phương thì cũng cho Phương xin một like cả nhà, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Thì nhang trầm của bên Phương rất là thơm, chứ không phải mà nói không thơm, thơm mà thơm cái mùi dịu, thơm cái mùi dịu nha, chứ không có gắt. Phương không không có biết là cái nhang trầm chỗ khác người ta bán làm sao, nhưng mà riêng cái nhang trầm nhà Phương là thơm, Phương thơm thì Phương nói thơm thơm mà cái mùi nó dịu chứ không phải cái mùi mà nó gắt nó hẳn. Cô chú anh chị mình từng sử dụng rồi thì cô chú anh chị mình biết cái mùi nó ra sao thì biết.
Còn những cô chú anh chị nào chưa sử dụng thì mình cứ thử về, mình mua về mình thử đi. Rồi thí dụ ok thì tiếp tục ủng hộ cho Phương tiếp. Đó, thì tính ra nó rẻ quá cả nhà chứ không không có mắc đâu. 100 ngàn mà một hũ như gì, 100 ngàn một hũ như gì mình đốt cũng lâu lắm đó. Nếu mà một ngày mình đốt 2 viên thôi, mình đốt tầm nửa tháng đó. Đó. Phương bán giá hữu nghị cho cả nhà cô chú anh chị mình sử dụng. Còn nhiều chỗ khác người ta bán cao lắm, người ta bán cao lắm. Phương muốn bán cái cho cả nhà cô chú anh chị nào cũng sử dụng được hết. Chứ không phải mà bán mắc rồi cô chú anh chị mình bán lời chi cho cố cho nhiều vô. Rồi là hàng mình mua mua về đốt không có ra gì hết trơn. Cái này là Phương bán sao Phương nói như vậy. Thơm thì Phương nói thơm. Thì cô chú anh chị mình có mua thì cô chú anh chị mình cứ gọi điện trực tiếp qua bên cho Phương. Khi nào mà Phương xuống live đó cô chú anh chị mình gọi đi. Rồi Phương sẽ chào anh Đặng Nam nha. Phương sẽ xin địa chỉ của cả nhà mình rồi Phương sẽ ship hàng cho cô chú anh chị mình nha. Thì nãy giờ Phương cũng nói cả nhà mình rồi, vẫn giữ nguyên cái giá cũ. Mặc dù hôm nay Phương đi lấy chầm, người ta lên cũng đôi chút. Ta có lên nhé, nhưng mà ta lên ít. Thì thôi Phương thấy vậy thôi để vậy luôn. Nằm trong tầm với của Phương. Cho nên Phương để giá hữu nghị cho cả nhà mình vẫn là một hũ 100 ngàn. Phương bao ship, ký thì 1 triệu 3. Khi nào mà chỗ đó người ta lên cao á, ta lên tầm khoảng 100 ngàn đó, tới lúc đó Phương mới lên, mới thông báo lên cho cả nhà mình nha. Chứ bây giờ hiện tại thì chỗ đó người ta chưa có lên cao, người ta lên tầm vài chục ngàn thôi, còn nằm trong cái tầm với của Phương. Cho nên Phương muốn bán giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình, ai cũng được sử dụng hết, ai cũng được đốt hết. Đó. Thì cả nhà mình có ủng hộ cho Phương thì cô chú anh chị mình cứ gọi điện trực tiếp qua cho Phương nha cả nhà. Vẫn là một hũ cũ y gan 100 ngàn. Hôm nay Phương mới đi nhập chầm về rồi. Người ta cũng có lên đó nhưng mà nằm trong tầm với của Phương. Thành ra Phương mới giữ giá cũ luôn. Chừng nào mà chỗ đó người ta lên nhiều đó thì Phương mới lên. Còn cô chú anh chị mình mà muốn xin cái Zalo của Phương đó, vô cái giá lồ đó, vô cái dép lào đó, nói cô chú anh chị mình hiểu vô dép lào đó thì gọi điện trực tiếp qua cho Phương đi rồi Phương cung cấp nha. Phương cung cấp cái dép lào cho cả nhà mình. Bính dần ngày mai mình có lộc nhỏ nha. Nhâm tuất ngày mai có lộc luôn nha anh Quy ơi. Chào chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng nha. Bính dần ngày mai mình có lộc nhỏ nha chị. Đinh mùi thì ngày mai mình có lộc nha chị Lao Tao ơi. Tân hợi ngày mai mình có lộc nhỏ luôn nha. Chị ngạn ngạn Tân hợi ngày mai có lộc nhỏ nha chị ngạn ngạn. Hà Võ Thị Hạnh, tôi mới xem nè, mai tôi có lộc không bạn, hi hi. Mình con giáp gì vậy chị? Anh Hoài giáp Tý ngày mai có lộc nha anh Hoài ơi. 87 32 32 chịu khó đi Ba Đài giùm em nha, 87 đi Vĩnh Long Bình Dương nha. Cô chú anh chị mình có gọi cho Phương thì đợi Phương xuống live, cô chú anh chị mình hãy gọi tại vì Phương đang live trên trên kênh đó. Cho nên Phương nghe máy không có được, cô chú anh chị cũng hoan hỷ thông cảm cho Phương nha. Mậu Thìn ngày mai có lộc, tôi nghe Văn Thu ơi. Chào cô Xuân Chương nha, chào anh Hải Nguyễn, chào chị Ngọc Quỳnh. Quý hỏi ngày mai có lộc nhỏ chị Ngọc Quỳnh đây. Hôm nay cô xui quá, 71 72 miền hai miền không có. Ngày mai cô lót lại hai con đó đi cô Long Nhi. Tuổi Hợi hả? Tuổi Hợi ngày mai mình có lộc nhỏ nha chị Võ Thị Hạnh đây. Lâm Nhung Ất Tỵ, tuổi Tỵ ngày mai không có tốt nha chị, tuổi Tỵ ngày mai kỵ nha, nếu chị có đi lộc thì chị đi nhỏ thôi nha chị Lâm Nhung. Chào chị Phạm Vân nha, miền Trung ngày mai mà em mới tư vấn nha chị. Khoảng 11 giờ trưa em sẽ tư vấn miền Trung miền Bắc nha. Mậu Tuất ngày mai có lộc nha chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng ơi.
Mậu Tuất ngày mai có lộc cơ nghe anh Đăng Tâm ơi. Em cảm ơn anh trai Đăng Tâm rất là nhiều nha. Chào chị Hoa Nguyễn nha. 01 01 01 lót 01 số 10, 01 số 10 mai có cầu anh chị Hoa Nguyễn. Chị like cho em rồi, cảm ơn chị Hải Lê rất là nhiều. Chào chà tui vlog nha. Tuổi Ngọ ngày mai mình có lộc luôn. 71 72 mai có không Phương. 71 thì cô chịu khó cô lót con 17 giùm cho con. Còn 72 thì giữ nguyên nha cô. Chào Cao Nguyễn, đừng có bình luận số nha Cao Nguyễn ơi. Thì Trâm Kỷ Mùi ngày mai mình có lộc luôn nha. Mua 57 ngày mai ra đặc biệt. Mua 57 ngày mai ra đặc biệt. Sao em biết chị? Em đâu có vừa, em đâu phải mà nhà nhà đài đâu mà em biết cái số đó nó ra đặc biệt. Ngày mai Tân Hợi có lộc nhỏ luôn nha chị Trúc Hào Nguyễn Thị ơi. Ngày mai Tân Hợi có lộc nhỏ nha. Nhâm Tý ngày mai có lộc nha. Chị Hải Lê Nhâm Tý mai có lộc. 76 mình đi Vĩnh Long được không? 76 thì lót 67. Canh Tý ngày mai có lộc nha Sơn Ký ơi. Chào Nguyễn Sơn nha. Chào chị Lâm Thị Lan, chào Vô Vô. À, cảm ơn Vô Vô rất là nhiều. Mậu Thân ngày mai có lộc nhỏ nha. Hải Nguyễn 87, 32, 32 chịu khó đi 3 đài giùm em nha. Còn 87 thì đi 2 đài Vĩnh Long và Bình Dương. Chào Phúc Hồ, Giáp Thìn ngày mai mình có lộc luôn nha. Đừng bình luận số nha. Kia 72, 2, 27, 23, 23 lót 32 giùm em nha. Còn 72, 27 ok. Chào chị Trần Thị Thơ nha. Quý Dậu ngày mai mình có lộc luôn nha. Ngọc Quỳnh 94 94 94 có cầu nha chị Ngọc Quỳnh. Hợi mai có lộc nhỏ hả? À đúng rồi. Cảm ơn chị Lâm Thị Lan rất là nhiều đã tặng em like nha. 30 đi đài nào được? 30 đi Vĩnh Long mình Vĩnh Long nhà Trà Vinh đi, đi chị, Vĩnh Long Trà Vinh. Quý Dậu ngày mai có lộc chị Nguyễn Thị Ngọc ơi. Chào Phương dễ mến 68 6886 đài nào? 6886 đi Vĩnh Long và Trà Vinh đi chị, 6886 nha. 70 Trà Vinh hả? 70 Trà Vinh lót Vĩnh Long, lót 07 giùm em. Bảo Thi. Nhâm Dần ngày mai có lộc nhỏ thôi nha cô Long Nhi ơi. 95 hả? 95 lót con 59 giùm em nha, anh đi 2 đài. 59 95 đi 2 đài giùm em. Bình Dương và Trà Vinh. Bính Ngọ ngày mai có lộc nha chị Nguyễn Thị Vân ơi. 3883 đi đài nào mạnh? 3883 đi Vĩnh Long và Bình Dương nha. 3883. À khoan xin lỗi. 3883 đi Vĩnh đi Bình đi Vĩnh Long và Trà Vinh nha. 3883. Nhâm Tý mai có lộc nha Chí Hoàng ơi. 57 ngày mai ra đặc biệt đi đài nào em? 57 em không có dám đảm bảo ra đặc biệt nha chị. Năm mươi bảy lót 75 giùm em đi đài Trà Vinh Vĩnh Long. Bốn mươi lót 04 nghe Công Vũ ơi. Tiết Nguyễn like cho rồi, cảm ơn chị Tiết Nguyễn rất là nhiều. Chào Thanh Nguyễn My, chị like cho em rồi, hỏi Vĩnh Long có 02 không? 02. 02 lót giùm em con 20. Đi Đại Trà Vinh nữa nha chị. 49 Đại Vĩnh Long lót 94 nha chị Mỹ Lệ ơi. Cô like cho con rồi, ất mùi ngày mai có lộc nghe cô Nga Trần ơi. Chào Non Nguyễn Giáp Tý ngày mai có lộc luôn. Chị cảm ơn em, ok chị ngạn ngạn nha. Mậu Thìn ngày mai mình có lộc luôn nha. Chào chị Thị Ngọc Yến Lương nha. Canh Tuất ngày mai mình có lộc luôn nha chị.
Rồi cô chú anh chị mình vô xem like ủng hộ cho Phương xin một like nha cả nhà, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ nha cô chú anh chị. 71 Bình Dương có cầu không? 71 lót 17 đi, nếu mà chị đi Bình Dương thì lót giùm em Đài Trà Vinh nữa nha. 71 lót 17. 72, 72 đài nào mạnh? 72 đi Vĩnh Long nha, 72 đi Vĩnh Long. Lót con 27 giùm em nha. Ca Nguyễn 28 Vĩnh Long. 28 thì đi Vĩnh Long về Owen, 28 đi ba đài giùm em nha. 28 đi ba đài giùm em. Còn con 82 mới đi Vĩnh Long Bình Dương. Tân Dậu ngày mai mình có lọc luôn nha. Đến tuổi Tỵ ngày mai, chị Nhiên Hồng ơi, tuổi Tỵ ngày mai mình kỵ nha, không có, nói chung là tuổi Tỵ ngày mai mình kỵ không có tốt. Đi lọc thì mình đi nhỏ thôi nha. Canh Thân ngày mai mình có lọc nhỏ. Lọc nhỏ nha, anh Quang Võ ơi, Canh Thân ngày mai có lọc nhỏ nha. Chú Thiệu Lê ơi, nãy con coi chú rồi đó, 46 rồi chú lót giùm con 64. Đi giùm con là Đài Bình Dương và Đài Trà Vinh. Còn con 43 Vĩnh Long Bình Dương. Sáu chín lót 96 nha anh Hồ Thị Trung ơi, sáu chín lót 96 nha. Đừng có bình luận số ngay cả nhà ơi. Nhâm Dần ngày mai có lọc nhỏ nha Cao Nguyễn ơi. Nhâm Dần ngày mai mình có lọc nhỏ nha cô chú anh chị, mình vô xem like ủng hộ cho Phương xin một like nha cả nhà, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ cô chú anh chị ơi. Phương chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều nha. Mậu Tuất ngày mai mình có lọc nha chị Yến Ngọc, đừng bình luận số nha chị ơi. 72 mai có lọc nha chị Nhân Hồng ơi, nếu mà chị đi một đài lót giùm em con 27 nha. Nếu mà 72 đi ba đài là ok nha. Chào chị Lâm Thị Lan nha, 12 21 đài nào? 12 đi Vĩnh Long. 21 thì ngày mai đi Bình Dương và Vĩnh Long, 21 12 Vĩnh Long, Vĩnh Long Bình Dương. Nhưng mà cậu con 12 nó mạnh hơn con 21. 43 đi đài Vĩnh Long Bình Dương giùm em nghe chị Thí Nguyễn ơi. Kha Nguyễn, chào Kha Nguyễn nha. Chào An Hoài 17 Trà Vinh Vĩnh Long. 17 Trà Vinh Vĩnh Long ok nha. Miền Bắc ngày mai em mới tư vấn cho cả nhà mình nha chị Lương Ngọc ơi, miền Bắc ngày mai mới tư vấn nha. Giờ mà em chỉ tư vấn miền Nam thôi. 11 giờ trưa ngày mai là em mới lên live cho chung miền Bắc. Tám mươi bảy có cầu nghe chị Thí Nguyễn, mới nãy cái cặp đó em cũng tặng cho cả nhà mình. 8767 chào cô Út. Ất tuổi Tỵ ngày mai không tốt nha cô Út ơi, nếu có tham khảo lộc tham khảo nhỏ thôi nha cô. Chúc em vạn sự như ý, phát tài phát lộc, mua may bán đắt. Cảm ơn chị Nhiên Hồng rất là nhiều luôn, cảm ơn chị. Rồi để Phương thắp nhang xin tài lộc của các ông cả cho cả nhà mình nha, ngày năm tây cả nhà, năm tây tháng 4 nha. Số điện thoại trên màn hình của Phương á cả nhà, cô chú anh chị mình có gì thì alo cho Phương qua số điện thoại nha. Tuổi Sửu mai có lọc nghe Quốc Phương ơi. Tuổi Sửu ngày mai cũng tốt nha, trung bình thôi chứ không tốt lắm. Tốt nhất là ngày mai là tuổi Mão với tuổi Mùi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu xin ông Địa, ông thần tài và ông thần tiền, ông ơi ông cũng ban cho con xin tài lộc ngày mai. Ngày mai là ngày 27 tháng 2 2024 năm Giáp Thìn. Con cũng xin ông Địa, ông thần tài, ông thần tiền ban cho con một cây sâm, một lọc sâm, cặp tài cặp lộc. Ngày mai miền Nam ngày mai có đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh. Thì ông cũng soi xét cái sâm đi ông ơi, sâm nào tài lộc nào ngày mai về nổ nhiều. Miền Nam, Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thì ông ban cho con xin nha, một chút con xin phép con lắc cái ông sâm đó, sâm nặng cho con thì ông rút cái ông ban cho con ông ơi. Cầu xin ông địa ông thần tạng thần tiền độ nha mấy ông ơi. Cô chú anh chị ơi, có xem like của Phương thì ủng hộ cho Phương xin một like cả nhà. Một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ nha cô chú anh chị. Phương cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Sẵn Phương đốt thuốc cho mấy ông luôn nha cả nhà. Cô chú anh chị thì Phương đốt thuốc cho mấy ông cả nhà. Con mời ông Địa đốt thuốc chứ con ông Địa ơi. Tám mươi có cầu nha. Con mời ông thần tiền thuốc chứ con mời. Con mời ông thần tài hút thuốc chứ con mời. Cung thỉnh mời ông địa, ông thần tài và ông thần tiền hút thuốc chứ con mời. 59 lót 95 có cầu nha chị Vân Dung Hà ơi. Ba Thu Bến Thân ngày mai có lộc nhỏ nha. Tuổi Tỵ ngày mai mình không tốt nha chị Võ Thị Ngọc Minh ơi. Tham khảo lộc thì tham khảo nhỏ thôi, tuổi Tỵ mai kỵ. Cảm ơn chị Thị Cam Hoàng rất là nhiều đã like cho em nha. Tuổi Tỵ mai không có tốt nha bo ập ơi, nếu có tham khảo lộc đi nhỏ thôi, tuổi Tỵ mai kỵ nha. Thì hôm nay Phương cũng có đi lấy chầm về rồi nha cả nhà, lấy chầm hương về rồi. Thì Phương cũng có giới thiệu cái sản phẩm, cái mặt hàng của Phương bán gửi tới cho cô chú anh chị mình nha. Thì Phương có bán cái nhang nụ trầm nha cả nhà, đốt rất là thơm luôn, thơm cái mùi dịu nhẹ lắm cả nhà, ok lắm. Thì Phương bán hũ này giá 100.000 nha cả nhà, giá 100.000 nha. Thì cô chú anh chị mình có ủng hộ Phương thì alo trực tiếp qua số điện thoại giúp Phương nha. Chào chị Thu Trần nha, tuổi Thìn ngày mai có lộc nha chị ơi. Tuổi Tý ngày mai có lộc luôn nha. Canh Ngọ ngày mai mình có lộc luôn nha. Thì 7997 có cầu ngày Sơn Ký ơi. Thì cô chú anh chị mình có ủng hộ Phương thì cứ gọi điện trực tiếp qua cho Phương nha cả nhà. Cho Phương xin cái địa chỉ, cái tên, cái địa chỉ của cô chú anh chị mình đó và số điện thoại cụ thể để cho Phương gửi chầm cho cả nhà mình nha. Thì Phương bán một hũ như gì là 100.000 một hũ. Công dụng thì Phương cũng đã thông báo với cả nhà mình rồi, có giải thích cất nghĩa cho cả nhà mình nghe rồi. Công dụng thì đốt thơm cái chỗ thờ cúng của cả nhà mình, của chú anh chị mình có thờ cúng, cả nhà mình có thờ cúng ở nhà của cô chú anh chị mình đó, mua về có thể mình đốt tại bàn thờ của cả nhà mình thờ được nha, nó thơm lắm cả nhà, thơm mùi dịu nha chứ không có gắt. Công dụng thứ hai là xông nhà cũng được nha cả nhà, xông nhà cũng được nha. Công dụng thứ ba của chú anh chị mình không có thờ cúng, mua về đốt mình ngửi cũng vẫn được nha cô chú anh chị, xả chết giảm mệt mỏi nha, giảm căng thẳng đầu óc nha. Cái công dụng thứ tư là để tẩy quế trừ tà. Cô chú anh chị nhà mình có thờ bằng thờ thần tài thủ địa để mình mua bán làm ăn đó, mình đốt tại bàn thờ ông thần tài ông thủ địa cầu tài lộc cũng được nha cả nhà, cầu cái vận may mắn cho cả nhà mình đó, chứ không phải mình mua nhang này về mà trúng số nha cô chú anh chị, cầu cái vận may mắn của cả nhà mình về nha. Đó. Cô chú anh chị mình một hũ gì có 100.000 thôi đó. Phương bao ship cho cả nhà mình luôn, 100.000 một hũ, Phương bao ship cả nhà mình luôn nha, ship toàn quốc được nha cả nhà, trừ Côn Đảo nghe, Côn Đảo Phương không có ship được nha, Côn Đảo Phương không có đi hàng được, Phú Quốc đi hàng được nha, nhưng mà toàn quốc đi được nhưng mà trừ cái Côn Đảo ra.
Thì một hũ 100 ngàn. Hôm nay là Phương đi lấy cái chậm hương về, người ta cũng có lên nha cả nhà, người ta cũng có lên đôi chút nhưng mà vài chục ngàn thôi, nhưng mà vài chục ngàn một ký thôi, nhưng mà nằm trong tầm với của Phương. Phương vẫn bán giá cũ, vẫn bán giá hữu nghị cho cả nhà mình dùng. Khi nào mà người ta lên mạnh, người ta lên nhiều, khi nào mà người ta lên nhiều á cô chú anh chị, thì Phương sẽ lên lên cho cả nhà mình. Lúc đó cô chú anh chị mình cũng hoan hỷ thông cảm cho Phương nha. Tại vì cái bên nhà cái chỗ người ta làm, người ta lên thì Phương bắt buộc phải lên đó. Cô chú anh chị mình cũng thông cảm hoan hỷ cho Phương nha. Chào Phương, chị nhận được hàng rồi, trúng vé số 21, cảm ơn Phương. Ok chị ca, chúc mừng chị nha. Đó cô chú anh chị mình, Phương không có nói dốc, Phương không có nói là cô chú anh chị mình mua về rồi trúng số trúng tài lộc nha. Phương chỉ là công dụng của nó là đốt tẩy uế trong nhà, trừ tà trong nhà, mang vận khí may mắn đến cho cô chú anh chị mình, và đốt thơm bàn thờ, đốt thơm nhà đó. Thì công dụng chỉ có nhiêu đó thôi, chứ Phương không nói một cái hũ này về sẽ trúng số. Cái đó là cái mang vận khí may mắn đến cho cả nhà mình nha, mọi điều sẽ tốt đẹp đến với cả nhà mình đó. Rồi cô chú anh chị mình lấy thì một hũ vậy là Phương vẫn bán giá 100 ngàn y cũ, phí ship Phương bao cho cả nhà mình. Khi nào người ta lên giá mạnh, lên giá nhiều thì Phương sẽ bán giá lên. Cô chú anh chị hoan hỷ thông cảm cho Phương. Bây giờ hiện tại là vẫn người ta đã lên giá rồi, người ta lên được hình như là một ký lên hai 20 ngàn 30 ngàn đó, nhưng mà thôi còn nằm trong tầm với của Phương. Phương thà là ít tí xíu, nhưng mà Phương muốn giúp đỡ cho cô chú anh chị mình là mua cái hũ này về cho cả nhà mình may mắn đó. Khi nào mà người ta lên nữa thì ta lên cao nữa thì Phương mới lên giá nha. Rồi tới đó thì cô chú anh chị cũng hoan hỷ cho Phương nha cả nhà, tại người ta lên thì Phương bắt buộc Phương phải lên. Bây giờ Phương vẫn bán giá hữu nghị cho cả nhà mình dùng. Rồi ai cô chú anh chị nào mình ủng hộ Phương đặt hàng thì cứ liên hệ qua số điện thoại này giúp Phương 0971801124, cho Phương xin cái địa chỉ, cái tên đó cô chú anh chị, rồi Phương gửi hàng đi cho cả nhà mình nha. Thì công dụng thì Phương đã nói rồi, xong xuôi hết rồi, thì bây giờ thôi cũng Quỳnh Ngọc Tiết Nhi, Trần Ngọc Thương, Mậu Tuất ngày mai có lộc nha. Trần Ngọc Thương ơi, 66, 36 lót 99 nha. 18 có cầu nha, 18 có cầu. Nguyễn Nhật, cô chú anh chị mình đừng có gọi cả nhà. Phương đăng like, cô chú anh chị mình gọi Phương không nghe máy được đâu. Chút xuống like cô chú anh chị mình hãy gọi. Nhâm Ngọ ngày mai có lộc nha chị Dung Dung Ngọc ơi. Chào chị Ngô Thị Tường Vi nha. Giáp Thìn ngày mai mình có lộc luôn nha. Chào Nemo Quỳnh nha. Bính Thìn ngày mai mình có lộc luôn. Chào chị Phương Phương. Nhâm Tuất ngày mai mình có lộc nha chị Phương Phương ơi. Kỷ Dậu ngày mai có lộc nha Phát Phúc ơi. Đừng có bình luận số nữa cô chú anh chị ơi. Chị Trương số đá không Phương cho Mai đá có lộc ủng hộ mua hàng nha anh. Số đá bây giờ thì em có nãy có tặng một cặp cho cả nhà mình rồi đó cô chú anh chị mình có tham khảo, thì mình tham khảo cái này là Phương tặng riêng. Còn ông Địa ông Thần Tài Phương chưa có xin, chút xíu nữa Phương sẽ xin cái sâm của ông Địa ông Thần Tài. Thì Phương tặng cả nhà mình là con 87 với con 67 đó, cô chú anh chị mình tham khảo được thì mình tham khảo. Đặng Lưu, chị like em rồi, cảm ơn chị Đặng Lưu rất là nhiều. Lâm Thị Lan xăm chú mấy em chưa có xin chị. Cô nhận nhang rồi đốt thơm lắm. Dạ ok cô, con cảm ơn cô Trần Thị Hạnh nha, đã ủng hộ hàng bên con nha cô. Thì cô có ủng hộ nữa thì cứ cứ gọi cho con nghe cho, rồi con sẽ ship hàng cho cô nha, ship nhang cho cô. Chào chị Xí Nguyễn nha, tuổi Thân ngày mai mình có lộc nhỏ nha. Chào anh Mạnh Nguyễn, 3883 có cầu nha anh ơi. Bính Thịnh, Bính Dần ngày mai mình có lộc nhỏ nghe, xé lý ơi. Một ngày cô đốt ba nụ luôn. Dạ nói chung đốt nhiều cũng tốt cô, không sao, đốt nhiều cũng tốt, thơm lắm, thơm lắm cô. Đốt đi, cái mùi nó dịu lắm, cái mùi nó dịu, cái mùi nó thơm, nhưng mà mùi nó dịu chứ không phải mùi nó gắt.
40 có cầu không em? 40 lót 04 giùm em nghe Phát Phúc ơi. 48, 48 có cầu. My Lê lót tông 84 giùm em nha. Ok chị Xí Nguyễn nha. 100 ngàn nhan nụ hả em? Đúng rồi chị Lâm Thị Lan, 100 ngàn nè chị. Nó 100 ngàn một hũ chị. Đó. Là tính ra phí ship em chịu cho cả nhà mình luôn rồi, một hũ gì Phương đâu có lợi lớn gì nhiêu cả nhà. Nhưng mà Phương muốn bán cho cô chú anh chị mình giá hữu nghị để cô chú anh chị mình dùng đi. Rồi chừng nào chỗ bên kia người ta không, người ta lên giá cao á thì Phương mới lên cho cả nhà mình, chứ hiện tại người ta vẫn lên đó. Hôm nay Phương đi lấy người ta lên 20 ngàn một ký, 30 ngàn, 20 hay hai mấy ngàn gì một ký đó, Phương chưa có tính ra. Nhưng mà thôi. Dạ đúng rồi, chị gọi điện số này nè, 0971801124. Đây số này là Phương xài nè, có đặt hàng thì cô chú anh chị mình được, chị qua Sen Trắng được nha, mình đâu có đâu có đâu có phải là gì đâu, mình đốt cũng được, cái này mình đốt được hết trơn, người mới mắc đốt cũng được nha, người mới mắc đốt cũng được, đốt trên chùa cũng được, đốt ở miễu cũng được, đốt ở nhà cũng được, xông nhà cũng được, tẩy uế trừ tà, nói chung là công dụng rất là nhiều. Đó, tùy theo cái mục đích của cả nhà mình sử dụng thôi. Trên chùa chị đốt tốt lắm á, cúng Phật đồ cũng được nữa nè. Nói chung nhiều lắm, nhang cái này là nhang nụ này là vẫn là nhang. Mình đốt cúng được luôn nha. Hoặc là cô chú anh chị mình thờ cúng, không có thờ cúng, mình đốt mình ngửi cũng vẫn được, ngửi ngồi thiền tịnh tâm gì đó tùy cô chú anh chị mình nha. Nó cái mùi nó thơm lắm cả nhà, nó thơm mà nó thơm dịu chứ không phải thơm mà thơm gắt nha. Thì Phương vẫn để giá cũ cho cả nhà mình là 100 ngàn. Mai mốt người ta lên cao nữa, cái giá người ta bán cao nữa thì Phương sẽ lên lên chút đỉnh. Cô chú anh chị tới đó cũng hoan hỷ cho Phương nha. Chứ người ta lên rồi Phương giá bán giá đó Phương không có lời. Người ta có gì cứ gọi trực tiếp qua cho em đi chị, em xuống like đi, chừng nào em xuống like đi cô chú anh chị mình có đặt hàng thì gọi qua cho em xin địa chỉ, xuống like đi rồi cô chú anh chị mình gọi. Chứ tới mà người ta lên rồi Phương bán giá y cũ vậy rồi Phương không có lời cả nhà, không có lời gì, không có lời luôn lỗ luôn á. Hiện tại là Phương có lời có một hũ có 10.000 bạc đó. Rồi hôm nay người ta lên nữa rồi, hôm nay người ta lên 20.000 một một ký nữa rồi, Phương lấy một ký nó người ta lên 20.000 nữa đó. Cho nên thôi, nhưng mà vẫn bán giá cũ cho cả nhà mình sử dụng đi. Chừng nào người ta lên 30 40.000 nữa thì Phương sẽ lên giá, tới đó cô chú anh chị cũng thông cảm, tại vì bán không có lời, mình nếu mà mình giữ giá cũ nữa thì nó lỗ luôn cả nhà. Thôi bây giờ Phương xin lọc cho cả nhà mình nha. À, cô chú anh chị mình có mua thì cứ liên hệ qua số này đi cả nhà, số điện thoại của Phương để trên màn hình đó. Rồi cô chú anh chị mình xuống like đi, Phương xuống like hả gọi nha cả nhà, chứ Phương trên like, đang trên like nói chuyện với cô chú anh chị mình không thể nào nghe máy được. Nãy giờ có rất nhiều cô chú anh chị gọi cho Phương đó nhưng mà Phương không thể nghe máy được nha. Xuống like đi rồi cô chú anh chị mình muốn gọi thì gọi nha. Thôi nói chung là bán hộ giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình dùng đi, rồi người 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 ta lên nữa thì Phương hạ lên, mà chắc Phương nghĩ là thôi để đi, chừng nào mà người ta lên cao nữa đó là Phương sẽ lên. Ví dụ người ta lên bữa nay ta lên 20 rồi, ta lên thêm 20.000 ký nữa rồi, thì chừng nào người ta lên khoảng 30 40.000 một ký nữa, lên tăng lên 30 40.000 ký nữa thì lúc đó thì Phương sẽ lên cho cả nhà mình, thì tới đó cô chú anh chị hoan hỷ nha. Rồi bây giờ Phương xin lọc cả nhà ơi, nói liên thiên nãy giờ thì cũng ấy rồi, nói liên thiên nãy giờ cũng lâu rồi, giờ Phương tiến hành xin lọc cho cả nhà mình nha. Dạ em cảm ơn chị, cứ gọi qua số đi chị. Ông ơi con xin phép con xin lọc xin tài của ông nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. À, cô mới đốt thêm một nụ. Cô mới đốt thêm một nụ. Đậy nắp vẫn cháy bình thường.
À đúng rồi cô, vẫn vẫn cháy bình thường mà, đâu đâu có tắt đâu. Nam mô gì nè. Con cầu xin ông địa, ông thần tài và ông thần tiền, ông ơi ông cũng ban cho con xin một cái lộc sâm, một cây sâm tài lộc ngày mai ngày 27 tháng 2 2024 năm Giáp Thìn. Con xin ngày mai miền Nam, ngày mai có đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh, thì ông cũng cho phép con xin lắc cái ống sâm này. Sâm nào ông cho đó thì ông rút ra ông ban cho con nha ông ơi. Để ông thần tài ông thần tiền cũng độ nhau. Cô chú anh chị vô xem like ủng hộ cho Phương Sinh một like cả nhà ơi. Một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ cho chú anh chị ơi. Thì ngày mai 11 giờ trưa ngày mai là Phương dẫn like lại bình thường để mà sinh lọc miền Trung miền Bắc cho cô chú anh chị mình nha. À, thôi xét lâu quá cả nhà. Rồi lọc đẹp lắm cả nhà, ông ban lọc rồi cô chú anh chị, lọc xăm ngửa luôn nha, lọc này đẹp lắm, lọc này ngày mai cũng đẹp lắm nha, hàng năm nha, hàng năm. Hàng năm ông cho lọc đẹp quá. Rồi cô chú anh chị mình ơi, thì ngày mai trưa ngày mai 11 giờ trưa ngày mai Phương dẫn lên live để mà xin lọc miền Trung miền Bắc cho cô chú anh chị mình nha. 11 giờ không phải đâu chị. Rồi bây giờ Phương sẽ để lên cho cô chú anh chị mình thấy rõ tài lộc của ông ban nha cả nhà. Năm mươi chín nha cả nhà, 59 59 chốt lại con 95, 59 và 95. Cô chú anh chị mình thấy rõ sâm không? Cô chú anh chị mình thấy rõ cây sâm không? Đó, 59 lọc ông ba ngày mai đẹp lắm luôn á, 59 á, 59 95. Nãy có cô chú anh chị nào hỏi con 59 này nữa nè, 59 95 nha cả nhà. Tân Hợi ngày mai có lọc nhỏ nha chị Hằng Hàng ơi. Tân Hợi mai có lọc nhỏ nha. Rồi 59 ông ban cho 59 nha cô chú anh chị, 59 và 95. 59 chốt lại con 95 nha. Cũng cũng có khả năng đó chị Lâm Thị Lan, cũng có khả năng đó, mình cứ lót đi. Lót AB đi. Đi 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 nằm nằm trong trong lô mình lót lại AB. Nam mô A Di Đà Phật. Con nhận lọc ông ban rồi ông địa ơi, ông địa ông thần tài ông thần tiền cũng cho con cái lọc 59, lọc xong 59 đó.
Thì con cũng nhận lộc ông ban rồi, con cũng xin ông cầu xin ông ngày mai ông độ cho con 59, xăm 59, con chốt đảo là con 95. Thì ông cũng độ 59, 95 về đầy đủ miền Nam, Đại Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh nhau ngày 27 tháng 2 2024, năm Giáp Thìn. Ất Sửu mai có lộc nha chị, Ất Sửu mai có lộc nha Lâm Đức Phúc à. Rồi bây giờ Phương vẽ lộc ra chốt cho cả nhà mình nha. AB là chỗ Phương là đầu đuôi đó, hiểu chưa anh hiểu chưa? Tân Sửu mai có lộc chị Quang Nguyễn. Rồi bắt đầu Phương chúc lộc cho cả nhà mình nha. Cô chú anh chị mình vô xem like ủng hộ cho Phương xin một like cả nhà ơi, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ cả nhà. Phương cảm ơn, chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều nha. Rồi bây giờ Phương chốt lọc cho cả nhà mình nha. Lộc ông địa, ông thần tài và ông thần tiền ban cho cô chú anh chị trên kênh của Phương tham khảo ngày 5 tây tháng 4 2024 là 59 và 95. Cô chú anh chị mình tham khảo nha cả nhà, ra đường gặp vé số kiến thiết 59 95 rút đi cả nhà cầu mai nha. Rồi cô chú anh chị mình có tham khảo cái lộc ba càng xỉu chủ thì Phương ghép cho cả nhà mình là càng càng 2. Càng 2 và càng 7. 259, 295, 759 và 795. Đó là ba càng xỉu chủ Phương ghép cho cô chú anh chị mình đó. Cô chú anh chị mình có tham khảo thì mình tham khảo, còn ai không thích thì có thể ghép cái tự cái ý thích của cô chú anh chị mình nha. Còn Phương ghép tặng cho cả nhà mình là ba càng và xỉu chủ là 259, 295, 759 và 795. Đó là ba càng xỉu chủ Phương ghép tặng cho cô chú anh chị mình. Kỷ Dậu mai có lộc nha chị Xương Tiết ơi. Tuổi Ngọ ngày mai mình có lộc nha anh Võ ơi. Cảm ơn chị Lâm Thị Lan đã like cho em hai máy nha. Rồi 59 95 nha cả nhà, cô chú anh chị mình tham khảo nha, 59 và 95. Ba càng siêu chủ thì ghép càng 2 càng 7, 759 795 259 là 295 nha. Bính Thìn ngày mai có lộc nha chị Lê Thị Kim Hương. Con cầu xin ông địa, ông thần tài và ông thần tiền ông ơi, ông cũng ban cho con là xăm 59, con nhận lộc ông ban rồi ông ơi. Ngày mai ông độ cho 59, 95, chốt đảo là 95, 59, ông độ cho mơ về đầy đủ nhau. 27 tháng 2, 2024 năm Giáp Thìn, cho 59, 95 về đầy đủ miền Nam ông ơi, Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh nhau. 63 lót 36 nha anh Văn Võ ơi, Tân Hợi ngày mai... Tân Mợi ngày mai có lộc nhỏ nha chị Ba ơi. Bính Dần ngày mai mình có lộc nhỏ luôn nha An Nguyễn ơi. Tuổi Tức ngày mai mình có lộc nha anh Xuân Lê ơi. Rồi Phương chốt cho cả nhà mình là tham khảo lộc 59 và 95 nha cả nhà, 59 và 95 nha. Mậu Thìn ngày mai có lộc luôn nha chị Nguyễn Thị Kim Tuyến ơi. 47 có cầu luôn nha anh Giang Võ. Thì Phương cũng có bán nhang trầm hương nghe cả nhà, để chị một hũ ok chị nha. Thì có gì mình cứ gọi điện đi chị, chút xíu em xuống like chị cứ gọi điện đi, em xin địa chỉ nha. Đây hũ nhân trầm Phương có bán, cô chú anh chị ủng hộ Phương ủng hộ cả nhà. Rồi bây giờ Phương cũng cảm ơn cả cô chú anh chị rất là nhiều đã bỏ thời gian quý báu ra theo dõi hết cái buổi like của Phương. Cô chú anh chị mình có hữu duyên xem được cái buổi like của Phương thì cô chú anh chị cũng cho Phương xin một like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà.
Phương chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều, có cầu nha chị. Chúc cả nhà mình ngày mai phát tài phát lộc nha. Rồi chào cả nhà mình nha, hẹn cô chú anh chị mình giờ trưa ngày mai 11 giờ Phương lên live xin lộc xin tài cho miền Trung miền Bắc nha cả nhà. Rồi Phương chốt 59-95 nha, Vĩnh Long Bình Dương chị. Rồi Phương chào cả nhà mình nha.